học theo cô ấy. Như là cô rất là hay này, ví dụ như là nhà mình có cái, sau này mình có một cái ghế massage thì mình vừa là chăm sóc cho ai mà không có điều kiện người ta mua sản phẩm ấy thì làm cho người ta cũng làm được bao tiền, ví dụ như thế là cái điều kiện là nó phát triển lên cái kia nhiều người đấy. Nhớ rằng là cái sừng để đánh là 4 ngày mới được, à 4 tiếng đồng hồ mới được đánh cho người thứ hai. Kém tuổi hai vợ chồng cô chú. Sinh năm 81 đấy.